Xong tấu với nhau ấy thì con thích thủ bài thì để tặng cho bố mẹ nhưng mà cả nhà luôn, cả thầy nữa, con cũng tặng thầy luôn. Con thủ bài gì? À, Xuân về trên bảng không? À, bài rất là khó nhá. Rồi à, và bây giờ cả nhà cùng đón nhận nhá, cùng đón nhận là tác phẩm Xuân về trên bản mông. Nhưng mà tác phẩm này thầy chưa dạy hết đâu mà cũng dạy gọi là cũng tạm rồi, cho nên là chưa hoàn thiện. Nhưng mà hôm nay thầy trò mình cùng song tấu, đến đâu thì ta làm đến đấy nhỉ. Rồi bắt đầu chưa? Rồi cả nhà cùng nghe nhé. Con thổi trước đi, thầy ưu tiên con năm mới con thổi trước. Rồi con thổi đi, cả nhà nghe nhé. Chiều thank you.
đi, cũng tập nhiều cho nên là cũng chưa hoàn thiện được đâu. Thì thầy cho mình có thể thổi lại một chút được, nhưng mà đoạn con thổi là hơi vội, đúng không? Không, con không được nghe, con không được vội, con không được nhanh, mà con phải giữ được cái nhịp ở trong người của con ấy, cái nhịp giữ được cái nhịp của âm nhạc, giữ đều nhịp. Con là con vội, con cứ ngủ say say thôi, con phải ùa mà mải chứ, đúng không? À rồi, thôi không sao, bây giờ hai thầy trò mình làm lại nhé, làm lại nhé, thầy sẽ kêu lần đầu nhé, rồi nghe nhé. À, u ôi giả lão sư là thổi theo thầy nhé, u ôi giả lão sư thổi theo thầy. Anh chị thân mến thì lời cuối cùng thì trong năm 2021, năm sắp sửa chuẩn bị sang năm 2022 thì A Páo cũng không biết nói gì hơn nữa. Thì sang năm 2022 A Páo sẽ cố gắng cho Di được tập luyện nhiều hơn về bộ sáu
về bộ nhạc cụ dân tộc, không những là sáo mà có thể đàn môi này, có thể rất nhiều nhạc cụ khác nữa, nhưng mà trước mắt là sẽ học sáo thật tốt để thằng A Báo sẽ có gì để tập luyện và cũng như là đi nhận diện cho khách du lịch, và hơn nữa là sẽ tự thân vận động và tự mình kiếm tiền và nuôi sống bản thân mình, đỡ gánh nặng đi phần nào cho anh chị và gia đình cũng như là mọi người cũng đang chờ đón. Đấy quý vị ạ, thì là quanh đây là nhà của Đắc Di nhá quý vị. Thì nhà Đắc Di đấy quý vị ạ. Đấy thì là cũng được xây sang rất là đẹp rồi quý vị ạ. Đấy là Đắc Di là con nuôi ở Hàng Nam đấy quý vị ạ. Đấy nhà cũng được sửa sang rất là đẹp rồi. Cũng mong là những năm tới thì là Đắc Di sẽ là thành tài nhá quý vị. Tại vì Đắc Di cũng muốn có một cái căn bệnh rất là nghèo, như mắt không thể nhìn thấy được gì. Thì cũng mong muốn là Đắc Di sau này sẽ là thành tài nhá. Đấy quý vị ạ, thì đối diện nhà Đắc Di thì là cũng là giáp vùng biên giới. Quý vị cũng xem rất là gió bên kia, thì là hàng rào biên giới của Trung Quốc cũng ngay gần đây. Đấy quý vị ạ. Đấy thì cũng mong là Đắc Di sẽ sau này sẽ thành tài để giúp đỡ, phụ giúp gia đình. Thì Đắc Di thì là cũng là một người con cả của gia đình nhé quý vị ạ. Cái khen này không thua được quý vị ạ. Không biết là khen của áp báo như thế nào, nhưng mà đấy, Đắc Di thổi rất là tốt luôn quý vị ạ. Đâu Đắc Di thử thổi nào. Thì Đắc Di bây giờ thì cho cô em ở đây thì có thổi được không nhá. À, đấy thì Đắc Di cho cô em đấy thổi thử em. Nó xì. Bữa đó xì chuôn mà, chuôn mà. Xì à. Xì tàu ta thử mà. Đấy thì là em, đây là em họ nhà Đắc Di nhá. Xì chuôn, bữa đó. Xì nó mà. Đấy em họ Đắc Di, em có thổi được không? Măng mà là mà. Đấy không gì có măng này, măng dây. Thì là em họ Đắc Di đây. Xem là mắt không bị mù, em có bị hắt. Đấy Đắc Di thổi cho một bài cho em họ xem nào. Trời ạ. Thấy chưa? Thấy Đắc Di thổi chưa? Anh là ơi sao mà ngơi.
chỗ nước sông. Chị mua, nó đi mua chị mua. Chỗ chân nhà là chữ. Ừ. Chỗ chân nhà. Ừ. Rồi 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 rồi, xong. Chị có cho đắc gì thổi gì nhỉ? Mà mình trả dòng tiền à? Dạ. Chúc cả nhà một năm mới mạnh khỏe, an khang thịnh vượng. Vạn sự như ý. Tôi muốn sai chào cả nhà. Chúc mừng năm mới. Quý vị ở nhà Ly thì bây giờ đang ngủ gà. À, nhà đắc gì ấy, quý vị. Nhà đắc gì đang ngủ gà thì tiếp áp báo nhé. Đấy, gà dân bản ở trên phố cao Hà Giang. Thì gà rất ngon luôn quý vị ạ. Quý vị xem chặt gà rất là ngon. Thế thì hôm nay cũng có chú của Azi sang đây. Thì chặt gà rất đẹp. Đấy quý vị ạ, thì bây giờ thì là Linh sẽ dùng món cùng Đắc Di học trò của A Báo nhé quý vị ạ. Thì bây giờ nhà Đắc Di đang làm cơm để mời thầy A Báo ấy quý vị ạ. Thì bây giờ thì Linh sẽ ngồi đây để dùng món cùng A Báo. Quý vị cũng biết A Báo mà. Đấy thì là bây giờ thì là Đắc Di là hôm nay cũng làm cơm Tết mùng 7 để mời thầy A Báo vào đây chơi nhà Đắc Di nhá. Quý vị ạ, nhà Đắc Di cũng làm cơm rất là ngon để mời thầy A Báo này. Đấy. Đấy thì là phía sau này là gian bếp của nhà Đắc Di nhá. Đấy nhá Di ạ. Hôm nay thì anh gì cũng có tiền gì thì anh mừng tuổi cho Di nhá. Này, Di. Đấy. Thì là mừng tuổi cho Di nhá. Tại vì là anh Linh chưa có tiền ấy thì là mừng tuổi cho Di nhá. Chúc Di sau này thành công nhá. Ờ đấy, thì bắt tay với Di một cái nào.
Đấy, chúc Di năm mới sức khỏe dồi dào nhá. Đấy thì cùng với thầy A Báo thì là thầy A Báo sẽ dạy dỗ em lên người nhá. Đấy đấy. Thì là bây giờ Di mình đi vào nhà đi, xong là một lúc mình sẽ dùng cơm với thầy A Báo nhá. Nhá, ok nhá. Đấy, chúc Di sức khỏe nhá. Ok chưa? Đấy. Đấy, đi vào nhà nhá Di nhá. Đấy quý vị thì hôm nay thì quý vị thông cảm nhá, tại vì là Tết thì quý vị thông cảm cho A Báo, tại vì là bây giờ Tết thì vào nhà các hộ dân ấy, thì là cũng phải uống rượu 1-2 ly đấy, thì quý vị thông cảm nhá. Đấy thì vào nhà các hộ dân thì cũng phải mời cho các hộ dân. Đấy thì trên vùng cao ấy quý vị ạ, thì cũng phải mời mọi người 1 ly ấy. Đấy quý vị ạ, thì vừa rồi thì là lúc đấy là mình vừa chúc Tết nhà Đức Di xong quý vị ạ. Thì là học trò của A Báo ấy. Thì là chắc là quý vị ạ, bây giờ thì thời gian cũng không còn sớm rồi, thì là chắc này thì bây giờ mình cũng chào cô và Đắc Di. À phát nữa nhá, mà nè chỉ mọi mân cho đấy, thì A Báo thì cũng không uống được rồi đấy. A Báo đang ly vi phu rồi đấy, đấy, đấy. Thì sao A Báo thì bây giờ không uống được rồi đấy quý vị ạ. Đấy quý vị ạ, thì là học trò của A Báo này cũng rất là chăm chỉ tập luyện luôn quý vị ạ. Thì là em Bác Di ấy, thì em tập với A Báo dạy rất là chuyên nghiệp. Thì là Bác Di tập rất là chuyên nghiệp luôn, bây giờ cũng tập rất là lâu. Đấy Bác Di tập rất là chăm luyện, tại vì là A Báo dạy rất chuyên nghiệp của quý vị ạ. Đấy thì quý vị qua kênh của Linh thì quý vị cũng ủng hộ cho Linh nhá, tại vì là A Báo đây. Đấy quý vị xem đây, bác Di tập luyện rất chăm chỉ. Di ơi, Di. Thì bây giờ Di ạ, bây giờ muộn thì thôi mình nghỉ thôi nhá, được không cháu? Nhá, đấy bắt tay với Di một ly nhỉ. Đấy chúc Ly mùng 7 vui vẻ nhá. Nhưng mà thôi bây giờ thì bây giờ cũng muộn rồi, thì là Di ạ, thì rồi mình nghỉ thôi, tại vì là mình tập luyện với cần có một gọi là sức khỏe dào. Đấy thì đi nhá, bây giờ mình nghỉ nhá. Ok không? Đấy thì là quý vị ạ, bây giờ mình linh cũng bảo là Di nghỉ ngơi một tí, tại vì là tập luyện là không rồi quý vị ạ. Thì quý vị biết là bây giờ tập luyện nó phải cần một sức khỏe chứ không phải là tập luyện là nó mà quá sức khỏe là không được. Đấy quý vị ạ. Đấy quanh nhà Ly đây quý vị ạ. Thì quý vị ạ, thì là nhân đây thì là Linh chúc mọi người là sức khỏe dào. Chúc mọi người có một sức khỏe dào nhá. Thì là nhân tiện đây thì kênh của Linh thì nó kết thúc tại đây. Thì chúc mọi người một sức khỏe dào nhá.